Ước gì ngày nào cũng được ngồi xem ăn nhạc Hàn Quốc này, lại còn ăn đồ ăn vặt nữa. Thôi sướng quá. Đồ ăn vặt Việt Nam ngon nhất, ngon nhất thế giới, không nước nào bằng. Oppa. 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 Ở nhà tôi này. Oppa mình chưa sốc. Cái làm ai nhận vậy cả. Ít sợ đó. Chẳng hiểu gì, có ai dịch hộ mình không? Oppa mình chưa sốc. Oppa thì Harry Won. Họ hàng với Harry Won. Ồ, Harry Won. Chính chắc. Chỉ biết nói tiếng Việt không? Oppa. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Đó. Tiếng Việt. Chính cha. Harry Won. Yeah. Nè. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Ok. Mình biết nói tiếng Việt một chút. Thế mà từ đầu không nói đi. Thế hôm nay sao bạn xuất hiện ở đây? Vừa nãy mình đi qua đây, mình nghe thấy bạn nói cái gì? Anh Tuệ. Bạn nói là đồ ăn vặt Việt Nam ngon nhất thế giới. Đúng rồi, mình thấy đồ ăn vặt Việt Nam ngon nhất thế giới. Ăn tuệ. Ăn tuệ. Ăn tuệ á. Đồ ăn vặt của Hàn Quốc mới là đồ ăn vặt ngon nhất. Đồ ăn vặt Việt Nam chỉ xếp thứ 2 thôi. Ồ, ăn tuệ. Không phải, ăn vặt Việt Nam mới là ngon nhất. À, hôm nay mình mang đến rất nhiều đồ ăn vặt của Hàn Quốc. Mình và bà sẽ ăn thử xem là đồ ăn vặt của nước nào ngon hơn. Được không? Đồ ăn vặt của Việt Nam mà cũng nhiều như thế này sao? Đồ ăn vặt Việt Nam rất là phong phú luôn. Ồ. Thì Harry vào bốn mắt có một thử thách nhỏ dành cho các bạn. Đó là thử thách 5 giây. Trong vòng 5 giây các bạn hãy nhanh tay kéo xuống like video này. Nếu bạn nào like thành công thì các bạn sẽ được ăn đồ ăn vặt thoải mái luôn. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách nha. Ở Hàn Quốc tôi rất hay ăn món này. Nếu Việt Nam cậu cũng có thì mới là ngang bằng với Hàn Quốc. Đó là món bò khô Hàn Quốc. Ui, tưởng gì Việt Nam có một tỷ loại bò khô luôn. Đây là món tôi cũng rất hay ăn. Đây là món thịt bò khô của Việt Nam. Thì ra cũng có thịt bò khô à? Chết tiệt. Bây giờ tôi sẽ ăn của Việt Nam, cậu sẽ ăn của Hàn Quốc. Hàn Quốc. Đây là thịt bò khô Việt Nam mình vừa bóc ra đây. Ui, đã thấy thơm rồi. Ta da. Wow, miếng thịt bò quốc Hàn Quốc đỏ thật đấy. Mà nhìn như một thớ bò ấy. Thịt bò khô của Hàn Quốc nhìn y như thịt bò tươi luôn. Ôi mà nhìn ghê quá. Ghê cái gì mà ghê? Nhìn giống thịt bò gác bếp của mình. Nhớ là phải chấm thật công bằng đấy nhờ. Nếu mà thích ngon là phải nói là ngon đấy nhỉ. Thịt bò này của Hàn Quốc ít gia vị quá à. Ngửi mùi toàn thấy mùi thịt bò tươi thôi. Thịt bò khô của Việt Nam rất là khô.
Tại sao thịt bò khô mà lại khô như thế này? Khô thì phải khô chứ. Thịt bò khô là phải hơi ướt ướt. Bây giờ mình sẽ ăn thịt bò khô. Thịt bò khô của Việt Nam rất nhiều gia vị. Bò khô thì ăn chán quá à. Toàn mùi vị thì thôi, chẳng có gia vị gì cả. Thịt bò khô của Hàn Quốc ướp rất ít gia vị, không giống thịt bò khô của Việt Nam rất nhiều gia vị luôn. Đồ ăn vặt phải ăn nhiều gia vị nó mới được, đỡ nhạt mồm nhạt miệng mới ngon. Ngon đấy chưa, ngon chưa? Cũng hơi ngon, riêng về thịt bò khô tớ chấm Việt Nam hơn. Đồng ý, thịt bò khô của Việt Nam ngon hơn. Tiếp theo nhá, một loại mà ở Việt Nam các trẻ em rất hay ăn rất nhiều, đó là chính là các loại snack. Snack hành nè, snack oi xì cay nè, bên Hàn Quốc có không? Có không? Ngon không? Snack hành à? Đây là snack hành của Hàn Quốc đó nha. Còn đây chính là snack tôm cay của Hàn Quốc. Ồ, mà mình nghĩ rồi, gói của Hàn Quốc chắc chắn là sẽ rất là đắt, Việt Nam rẻ hơn. Cái gói này tôi mua có 5.000 một gói thôi. Tất nhiên rồi, đồ của Hàn Quốc đâu có sản xuất ở Việt Nam. Đồ của Hàn Quốc phải đi máy bay sang Việt Nam nên nó phải cộng thêm vé máy bay. Bây giờ sẽ ăn bim bim snack tôm. Snack tôm cay à? À, thơm quá. Cái này mùi hơi cháy cháy á. Ngon. Bim bim Hàn Quốc này mùi tôm cực kỳ rõ luôn, mà cảm giác nó giòn tan. Cái này ngửi mùi ở ngoài thì nhiều mùi tôm, nhưng mà khi ăn vào thì lại toàn là mùi bột thôi. Nổi ăn cái này rất là rõ mùi tôm luôn. Wow. Mùi thì không có mấy, nhưng mà khi ăn vào á, đến đâu biết đến đấy luôn. Tớ chấm snack tôm của Hàn Quốc chiến thắng. Đúng rồi, tớ cũng chấm Hàn Quốc chiến thắng. Tiếp theo đó chính là snack hành. Mấy hành tây của Hàn Quốc này các bạn ơi, có rất là nhiều vòng tròn, đằng sau còn có cả một vườn hành tây nữa. Đây, lấy hành tây Việt Nam rất là quen thuộc. Lấy hành tây Việt Nam có còn vịt. Vị nó cũng khá giống nhau ấy chứ. Thử lấy hành Việt Nam vị rõ hơn, nhưng mà ngon thì thử lấy hành này ngon hơn vì nó đắt hơn. Lấy hành Việt Nam thì có mùi hành nhiều, nhưng mà gia vị ở bên ngoài rất ít. Đúng rồi, không nhiều gia vị, nhưng này mà màu cái này đẹp hơn, nhìn ngon nắp hơn. Mình chấm là hoa. Hoa ở Hàn Quốc có một loại nước uống rất là ngon, đó là nước trái cây. Việt Nam cũng có rất nhiều loại nước trái cây luôn, đó là nước chai bí đao. Tao bí đao là cái loại trái cây gì nhỉ? Của mình là nước dưa hấu. Cùng thử nha. Đây ạ, họ ghi là watermelon soda, nghĩa là nước soda vị dưa hấu. Nước dưa hấu có ga đấy. Nước bí đao này không có ga nhưng mà ngọt ngọt và vị cái này rất ngon, cũng rất là đã, rất là ngon đúng không? Nước bí đao này cũng khá là ngon. Nước này cũng ngon, bởi vì mình rất là lạ lùng với cái vị nước bí đao mình này cũng rất là lạ, nên là thôi mình chúng ta chấm hoa. Trẻ em Việt Nam chắc là trẻ em nào cũng ăn nó cũng thích luôn, đó chính là thạch trái cây. Thạch Việt Nam đó, tớ đã mua thạch rau câu Long Hải. Thạch đào trái cây Hàn Quốc có tên Sunlight, và thạch này thì có kèm theo một cái ống hút rất là đáng yêu. Thạch này có thìa nha. Thạch của mình là vị đào. Thạch của mình cũng là vị đào nè. Ở bên trong này họ làm những cái viên thạch rất là bé các bạn ạ. Ngon dã man luôn, ngọt thanh luôn. Thạch của Việt Nam thì rất là ngọt và hơi có mùi nhân tạo, không phải là mùi tự nhiên nhiều. Ăn rất là tự nhiên luôn. Tiếp theo đó là một loại đồ mà mình rất hay ăn cho buổi sáng, đó là bánh choco pie. Việt Nam cũng có choco pie, nhưng mà hãng này cũng là hãng Oreo.
hãng này là hãng Lotte. Cái hãng Oreo này cũng là của Hàn Quốc luôn, nhưng mà cái này ở Việt Nam lâu lắm rồi, nó đã được Việt hóa rồi. Một cái bánh bên trong có nhân phô mai. Ngon vậy, trời ơi, lần đầu tiên mình nhìn thấy đấy. Trời ơi, bánh nhân phô mai béo ngon cực kỳ luôn. Bên họ đã phát triển cái choco pie bình thường lên một cái loại mới rồi. Việt Nam vẫn chưa có cái loại này. Bên phô mai bên trong ngon lắm đúng không? Trời ơi, mình mê cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái loại mà thông dụng hơn, người lớn cũng ăn, đó chính là cái loại bánh nè, bánh quy nè và kẹo. Kẹo bánh quy và kẹo. Ở Hàn Quốc cũng có bánh quy và kẹo. Đó là kẹo mật. Mình có kẹo trái cây tổng hợp của OIC rất là phổ biến. Đây là kẹo đây là kẹo trái cây nhưng vị mật rất là ngon. Wow. Tiếp theo là bánh quy của Wanna One. Mình rất hâm mộ của Wanna One. Đây là Wanna One Om Siêu Gu. Wow. Wow, họ bên Hàn Quốc rất hay lấy hình thần tượng làm, trời ơi. Rất là đẹp trai luôn. Bánh quy Việt Nam có mùi matcha rất là ngon. Bánh quy của Việt Nam rất giòn và có mùi matcha rất thơm. Thế này bánh này cũng rất ngon đấy. Như vậy là trong lần đối đầu này, cả đồ ăn vặt Việt Nam và đồ ăn vặt Hàn Quốc đều có rất nhiều món chiến thắng. Bởi vì vậy cho nên mình cũng chưa biết là đồ ăn vặt của nước nào sẽ chiến thắng. Kết quả cuối cùng, đồ ăn vặt của hai nước hòa, không có nước nào là chiến thắng cả. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.